đến Na Hàng, một huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Giữa bạt ngàn của núi rừng, của sông nước, thị trấn Na Hàng hiện ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người về sự đổi thay nhanh chóng của một vùng quê miền sơn cước. Dọc hai bên bờ sông Gâm là những con đường, dãy phố khang trang sạch đẹp. Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng để phục vụ đời sống dân sinh. Tất cả như là minh chứng cho một Na Hàng đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hàng đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, vươn lên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kết quả này có ý nghĩa hết sức to lớn, là tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong những năm tiếp theo, và là minh chứng sinh động, khẳng định ý chí, khát vọng và nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt, sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của chính quyền, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hàng đã phấn đấu và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong cả một nhiệm kỳ, huyện rút ra 5 cái bài học kinh nghiệm để cho cái nhiệm kỳ tới. Thứ nhất là phải giữ vững sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong cấp ủy, trong thực hiện lãnh đạo ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ hai thì là xác định rõ cái nhiệm vụ trọng tâm để đề ra cái nhiệm vụ, cái phương hướng, cái giải pháp phù hợp với thực tế ở địa phương, tập trung cao cái năng lực và phát huy tính chủ động, sáng tạo và nội lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với phát huy cái lợi thế của địa phương để tổ chức thực hiện. Cái thứ ba là phải vận dụng sáng tạo các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng, cái chính sách pháp luật của nhà nước vào cái điều kiện thực tiễn của địa phương để có giải pháp chỉ đạo làm sao mà nó sát thực tiễn, có hiệu quả trong cái việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ tư thì là phải đẩy mạnh cái nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là cái thủ tục hành chính, để nâng cao cái hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức phải vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm, tận lực, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thứ năm là phải luôn bám sát vào cái nhiệm vụ chính trị và cái điều kiện thực tiễn của địa phương để chủ động sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Na Hàng đã xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung là bước đi quan trọng để đưa kinh tế khu vực nông thôn sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, huyện Na Hàng đã có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển sản xuất hàng hóa tập trung. Trong đó trọng tâm là xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa, khuyến khích phát triển trang trại. Đồng thời cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, dự án phù hợp với định hướng phát triển toàn diện, lâu dài, bền vững theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Từ đó tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và địa bàn, ưu tiên các dự án đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng nông thôn, nâng cao trình độ dân trí cho nông dân, đáp ứng xu thế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xác định phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của người dân là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ huyện đã đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng bộ, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, ra soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của từng vùng. Các hội, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, nhất là coi trọng việc tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.
Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tiếp nhận, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, mô hình để chuyển giao ứng dụng. Nhân rộng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, kết hợp định hướng cho nhân dân, tập trung phát triển mạnh những loại cây, con đặc sản mang lại giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Chúng tôi đã xác định ba cái nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có cái việc là phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thì trên cơ sở đấy chúng tôi sẽ cho rà soát, chuyển đổi một số cái diện tích đất màu đồi và đất ruộng kém hiệu quả chuyển sang cái trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, trong đó có trồng cây rau trái vụ và một số cây ăn quả nó có tiềm năng lợi thế và nó phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. Thì chúng tôi cũng đã cho các thôn bản, cán bộ công chức đi rà soát cái diện tích. Dự kiến là từ đây đến năm 2025 chúng tôi sẽ mở rộng diện tích trồng rau khoảng từ 25 đến 30 ha, duy trì cái diện tích như vậy. Còn đối với cây ăn quả thì cũng căn cứ vào cái tình hình thực tế, khí hậu phù hợp đối với địa phương thì chúng tôi cũng đã thông qua các cái mô hình hỗ trợ từ các cái chương trình dự án 135, chương trình 275 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với phòng nông nghiệp cũng đã cho triển khai. Trong sản xuất nông nghiệp ở Na Hang, không thể không nhắc tới chương trình phát triển chăn nuôi thủy sản gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Với diện tích mặt nước vùng lòng hồ rộng lớn, Na Hang đã trở thành huyện có tiềm năng và điều kiện để phát triển thủy sản. Các dự án nuôi cá được triển khai đã khuyến khích nhiều hộ gia đình trên địa bàn cùng tham gia. Cho đến nay, ở Na Hang đã có 110 hộ gia đình, 2 doanh nghiệp tham gia vào nuôi cá lồng với tổng số 900 lồng nuôi cá các loại. Trong đó có 152 lồng nuôi cá đặc sản như cá lăng, cá chiên, cá bỗng. Toàn huyện hiện có trên 300 thuyền tham gia khai thác và đánh bắt thủy sản. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác năm 2019 đạt 862 tấn, bằng 154% mục tiêu nghị quyết đề ra. Việc đẩy mạnh phát triển và nuôi trồng khai thác thủy sản đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, Na Hang cũng đã khai thác tốt tiềm năng về đất đai, tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thực hiện quy hoạch đồng cỏ, khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi, nhất là phát triển đàn đại gia súc. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đi đôi với hỗ trợ vốn, con giống và kỹ thuật, nên ngày càng có nhiều hộ gia đình từ chăn nuôi manh mún đã chuyển sang chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gia trại, tạo ra những sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường. Hiện nay, đàn trâu bò của huyện đạt trên 16.800 con, đàn lợn 39.100 con, đàn gia cầm 252.000 con, đạt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Cách đây vài năm là tôi đã vận động anh em là sẽ liên kết làm thành cái tổ nhóm để chăn nuôi trâu thương phẩm, thể làm sao mà có cái hiệu quả tăng thu nhập cho bà con. Thì qua quá trình mình đã thực hiện từ vài ba hộ cho đến 17, 18 hộ cùng một nhóm liên kết với nhau là thấy có hiệu quả, nhất là hiệu quả. Chúng tôi chỉ nuôi từ 1 đến 3 tháng, có khi là chúng tôi đã xuất được, đã có cái hiệu quả kinh tế rõ rệt rồi. Thì từ đó là chúng tôi đã phát triển đến các hộ, mô hình đến từng hộ. Rồi thì vận động tất cả bà con để trồng cỏ, chuyển đổi để chăn nuôi con trâu, con bò để làm sao mà nó có cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để các sản phẩm nông nghiệp của Na Hang ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Nhờ đó mà nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa của người dân ở Na Hang ngày càng được nâng cao. Đến nay đã có một số sản phẩm nông nghiệp của Na Hang như sản phẩm rau sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp của xã Hồng Thái, xã Khâu Tinh, sản phẩm chè San Tuyết, chè Kia Tăng của xã Hồng Thái, sản phẩm cá đặc sản hồ Na Hang, rượu ngô men lá Na Hang đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường trong nước. Với địa hình miền núi có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, danh lam thắng cảnh, di tích quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình
Với trên 8.000 ha mặt nước hồ thủy điện Tuyên Quang, trên 45.000 ha rừng nguyên sinh, các phong tục, tập quán, lễ hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc như nghi lễ hát then của người Tày, nghi lễ cấp sắc và hát báo dung của người Dao, lễ hội lồng tông, lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ. Phải nói, Na Hang có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Và những năm gần đây, du lịch đã được huyện quan tâm và quy hoạch phát triển để từng bước xây dựng du lịch trở thành ngành công nghiệp sạch cả về môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa xã hội. Phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Na Hang. Hàng năm, huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa Du lịch Vùng Cao, Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính, trình diễn trang phục các dân tộc và hội nhảy lửa của dân tộc Dao, giải đua xe đạp địa hình, giải dù lượn, xây dựng làng văn hóa du lịch dân tộc Tày, thôn Nà Khá, xã Năng Khả, làng văn hóa du lịch dân tộc Dao Tiền, thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái. Việc hình thành các tour tuyến du lịch đường thủy, đường bộ đã đưa Na Hang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong lòng du khách gần xa. Huyện cũng xác định, thông qua du lịch, các giá trị văn hóa truyền thống, vùng đất con người của Na Hang sẽ đến được với bạn bè gần xa. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện, tăng thu nhập và nâng cao dân trí cho nhân dân và tạo điều kiện cho các ngành nghề khác phát triển. Nếu như năm 2015, huyện Na Hang chỉ thu hút được trên 76.000 lượt du khách, thì đến nay đã thu hút được 170.000 lượt du khách, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch đạt 132 tỷ đồng trên năm. Đây là minh chứng khẳng định thành công của ngành du lịch Na Hang trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi nghĩ rằng cái thế mạnh ở đây đó chính là cái nét bản sắc văn hóa còn khá là nguyên sơ và sự hùng hậu của vùng cao. Tuy nhiên để nói rằng ở đây đã có một cái sự phát triển tốt để du lịch tạo ra sinh kế cho người dân một cách hiệu quả thì tôi nghĩ là nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Và ở tương lai thì cái sự phát triển là cần thiết. Tuy nhiên cái sự phát triển này cũng cần thiết nữa là làm sao để giữ gìn được bản sắc. Tại vì rõ ràng là du khách khi mà đến với đây thì họ không tìm hiểu và không đòi hỏi cái sự tiện nghi, và họ cần đó là cái nét bản sắc hồn hậu ở tại đây. Thế nên là làm như thế nào để chúng ta hỗ trợ cho người du khách họ tìm về với ở đây và họ được trải nghiệm những thứ nó khác đi. Nó khác đi và nó có cái bản sắc của vùng cao, chứ đừng đánh mất cái bản sắc đó. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển nâng cấp thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại 4 cũng được Đảng bộ huyện xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt xây dựng quy chế, quản lý, quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị trấn Na Hang, ra soát điều chỉnh và lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư, khu chức năng, sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng tại thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại 4. Nhiều dự án công trình lớn đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới như kè bảo vệ hạ lưu bờ sông Gâm, đường trung tâm thị trấn, quảng trường, nhà văn hóa thể thao, qua đó làm thay đổi diện mạo đô thị, chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan, góp phần xây dựng thị trấn Na Hang ngày càng khang trang, đổi mới, hướng tới là đô thị sạch, xanh, sáng, đẹp. Tôi là người cao tuổi, 91 tuổi ở huyện Na Hang này, thì tôi thấy Đảng bộ huyện Na Hang có đầu tư xây dựng thị trấn khang trang hơn trước nhiều. Thế tôi mong muốn là ở huyện càng ngày càng xây dựng thêm để mong khách các khách du lịch các nơi đến để tham quan. Đời sống kinh tế phát triển thì các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó là việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học và phổ cập giáo dục mầm non. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96%. Thực hiện nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Đến hết năm 2019, toàn huyện đã có 12 trường mầm non với 41 nhóm trẻ,
trong đó có một nhóm trẻ tư thục với 628 trên 1.777 trẻ theo học, đạt trên 35%. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được tăng cường. Huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 50% năm 2016 xuống còn 25%, giải quyết việc làm mới cho gần 900 lao động, tổ chức được 64 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho gần 2.000 học viên là lao động tại các xã thị trấn. Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng, an ninh luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh chú trọng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và có bước tiến rõ rệt, đảm bảo tính khoa học, kế hoạch hóa trong lề lối, phương pháp làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sự chủ động sáng tạo và sự tham gia của nhân dân. Gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện được tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế xã hội và tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn. Sự nhất trí, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện. Đó cũng từ việc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện để các ngành, các địa phương phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân. Dựa trên những cái kết quả đã được trong cái nhiệm kỳ 2015-2020, thì trong thời gian vừa qua, thì Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21 đã xây dựng cái dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Thì trong đó, huyện đề ra một số những cái nhiệm vụ cũng như là cái phương hướng giải pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới, thì sẽ có đề ra là hai cái khâu đột phá, ba cái nhiệm vụ trọng tâm và một số những cái nhiệm vụ, những cái chỉ tiêu khác. Thì hai khâu đột phá thì bao gồm là: một là phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản giá trị gia tăng cao; hai là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Còn ba cái nhiệm vụ trọng tâm ấy, thì thứ nhất là xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Thứ hai là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Thứ ba là tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hai khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ khác đã đề ra. Với những kết quả đạt được cùng với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để tạo sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển.